Hello, Lan chào cả nhà. Trước tiên Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em và các cháu bỏ thì giờ coi phim của Lan và gia đình. Cảm ơn rất nhiều. Tối nay Lan giờ làm món giò heo Lan kho với nước tương với rau cải theo kiểu người Hoa nha. Mời cả nhà vào bếp với Lan. Mời cả nhà. Đây là cái giò heo Lan lắp cái xương ra rồi. Rồi Lan luộc, rồi Lan trụng, Lan luộc rửa nó xong rồi Lan để cho nó ráo nước nó dẻ lại. Bây giờ Lan sắc nó ra thành cục để mình kho nha. Bây giờ Lan sắc nó ra, Lan để nó ráo rồi tự động nó sẽ dẻ lại gì nè. Đó, bây giờ Lan cắt nó ra. Mình cắt sao vừa cái cục mình ăn vậy đó, vừa miếng ăn của mình thôi nha chị em. Cắt theo ý gia đình mình đi nha. Nhỏ quá thì nó sẽ gã nha. Lan cắt cục cục như vậy nè. Lan luộc chung với rượu rồi. Hai cái giò heo mà, cái một cái giò heo mà nó teo là còn vậy đó. Nhà mình ăn kiểu nào sao mình sắc vậy nha. Cái này là hai cái giò heo người ta lóc sẵn rồi đó, nó còn có nhiều bơi lớn đó. Rồi để đây. Rồi bây giờ Lan đổ cái thịt này qua, làm bằm tỏi bỏ vô. Để tỏi vô. Lan sắc gừng Lan để vô nha chị em. Muốn cho nó thơm thì Lan đập nó hơi dập dập gì đi nha chị em. Lan đập nó chút xíu. Để vô. Lát gừng. Giờ Lan ướp nó vô gia vị vô nha. Lan để chút xíu nước màu vô. Lan để nước tương nha. Một muỗng. Hai. Chắc ở năm muỗng đi. Ba. Bốn. Rồi Lan để năm muỗng nước tương nha. Cái này Lan kho chung với tương. Cái này là tương hộp rồi. Nó có sa tế trong này nha chị em. Lan để đầy một muỗng vô. Hai muỗng. Lan để vô nửa chén nước nha. Vô một muỗng đường. Chút xíu bột ngọt. Trộn lên cho nó đều. Rồi mình ốp đó cỡ nửa tiếng đi mà nó đem đi kho nha. Bây giờ Lan bắt lên Lan kho. Bây giờ cái nước thì Lan chế sao cho nó ngập ngập cái này nè. Đặng mình kho nó. Lan để nước vô, mình để nước vô sao cho nó ngập ngang cái cục thịt mình kho nó từ từ nha chị em. Rồi Lan múc rượu á, cái rượu này ở nhà mình có rượu nấu ăn á, mình để vô con này Lan hết trơn rượu nấu ăn ở nhà. Lan để rượu trái dâu tầm ăn nha. Lan để hai muỗng vô. Cái này rượu ở nhà Lan tự ngâm nè, bỏ vô hai muỗng đầy nó vậy được rồi chị em. Rồi bây giờ bắt đầu Lan kho nó từ từ cỡ một tiếng ngoài, chừng nào cho cái cục thịt này nó mềm hết trơn vậy đó bà con mình mới ăn được nha. Nãy giờ Lan kho khoảng 40 phút rồi nha chị em, còn nóng nóng. Mình để lửa riu riu đó, Lan kho vậy đó. Kho tiếp tục cho nó sắc lại nha. Rồi chút xíu Lan để rau cải vô mình ăn chung, cho nó đỡ ngán chị em. Nhưng đừng có mặn quá nha, cái này Lan kho lạc nha, không có mặn quá. Đợi nó sắc lại luôn. Kho thêm cho nó cạn lại Lan mới để rau cải vô. Tiếp tục hầm nữa. 45 phút rồi nha chị em. Wow, wow, wow. Nó nóng. Ui, gì? Đó. Cái giò heo để Lan lấy đồ đũa Lan sơm nha. Để Lan sơm cái da nó làm sao nha. Cái này ăn được rồi nè chị em, nó mềm mềm mà mềm quá thì cũng không ngon nha. Đi mua về mình ăn, trong này có tương hộp, có sa tế, vị nó hơi mặn mặn rồi cho nên mình đừng có để muối hay gì thêm nữa nha. Rồi ở đây Lan chuẩn bị đậu quầy lang, nấm Lan rửa rồi hết rồi nha, bây giờ Lan sắc bỏ vô. Nấm thì mình xé xé nó được rồi chị em đó, mình xé ra cái tay nó vậy đó, cái con nó vậy thì mình xé ra gì thôi, cái gì rất là đơn giản nha. Đó.
sắc chả ốc chuồn. Nói chung mình sắc sao theo ý mình vừa miếng ăn được rồi nha chị em, chứ không cần kiểu cọ được đâu, lan đơn giản lắm. Sao vừa cái miếng ăn mình là được rồi đó. Lan đấy đậu, đậu quậy lan. Đậu quậy lan thì Lan để nguyên trái nha, Lan tước nó gì được rồi chị em, Lan tước nó vậy thôi, chứ cắt nó ra nữa nó mỏng lắm. Tước nó vậy là được rồi đó. Đậu quậy lan bữa nay rẻ nè, 15 đồng ký à, mỗi bữa mắc lắm, hai mấy đồng rồi. Nó vô mùa đó chị. Rồi Lan sắc một củ hành nha. Nửa củ được rồi. Sắc hành lá nữa là xong rồi nha chị em. Cái này thì Lan chẻ bông nha, cho nó đẹp một chút xíu. Đây. Rồi để đây đó xong rồi, cái giò heo được rồi nha chị em. Chứ mà nó mềm nữa thì cũng không ngon nha, mềm quá mình ăn cũng không ngon nha. Cái gì là được rồi này đó, chứ mà mềm quá nữa mình cũng ăn hết ngon rồi. Rồi Lan để ớt vô, ớt củ hành, đậu quậy lan, nấm để vô. Giờ Lan trộn nó lên, trộn nó lên nha. Nhằm khi mình đi trụng cái này trước cũng được nha chị em, Lan để trực tiếp vô luôn, khỏi trụng trước nha. Nhằm mấy người ta rau cải rồi ta đem ta trụng sơ cái ta đổ vô nó tắt lửa, mà Lan để khỏi trụng. Chứ ăn giò heo không nó cũng ngán nha, cho để miếng rau cải vô nó đỡ ngán chút xíu. Rồi Lan nghĩ được rồi nha chị em, đó nấm rồi nó được trơn rồi nè ha. Vừa chín tới gì Lan tắt lửa nha, tắt lửa để hành vô. Nấm rồi ngon lắm rồi chị em, bớt lửa lại để hành lá vô nè. Rồi em để cái bông hành vô nha, mà cắt cái bông này cho đẹp nè, ăn mà còn phải cho đẹp nó nhiều chuyện chưa. Rồi xong, ngồi giò heo kho chị em ơi. Hello chào cả nhà, Lan kho xong một nồi giò heo, Lan kho chung với rau cải nè. Mình ăn như gì thì đỡ ngán nha chị em, có ớt chuông, cả đậu quậy lan và nấm mushroom, củ hành tây. Rồi Lan mời cả nhà ăn cơm tối với gia đình Lan nha. Mời cả nhà. Thì nãy giờ Lan đã kho xong nồi giò heo kho chung với nước tương và rau cải nha chị em. Nhưng tối nay Lan không quay phim cái lúc ăn nha. Lan xin tạm ngưng ở đây. Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em và các cháu bỏ thì giờ coi phim của Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Bye bye cả nhà. Hẹn lại clip sau. Bye bye.